Thiên xin vui vẻ chào tất cả cô chú anh chị em nha. Thì nhất này tính nhất thì bây giờ mấy anh em có lại thăm chị Kha Liên, thì giờ tiếng lại thăm chị Kha Liên, mấy anh em lại thăm chị Kha Liên coi sao cô chú anh em hẳn gầy. Thì nghe nói thì chị đi kêu mấy anh em lại lại đi mà không ai lại hết. Chào chị Kha Liên. Chào chị. Quần anh đâu rồi mình điện thoại? Dạ anh về mẹ anh rồi anh. Tại vì cho mẹ anh mai có đá mới trận á. Ủa chị về đây hồi nào? Dạ. Chị về đây hồi nào? Anh về bữa 29. 29 chưa tới phải ha? Dạ chưa tới. Rồi anh về trận rồi. Nên anh điện không bắt máy. Nè cái máy xào này anh làm cho em nè. Năm nay ăn Tết lớn không chị Kha Liên? Dạ thì cũng bình thường vậy hả? Rồi tối ông ngủ đây luôn hay gì? Dạ tối ngủ đây. Đưa gì đi làm ha. Dạ còn mấy cây dầu đó lên theo một tối sao bớt chảnh. Rồi mà ơi, đồ ngủ đồ này. Sáng gì hả? Dạ anh ngủ đây rồi tới sáng chẳng đi ăn luôn. Đi ăn rồi chở xuống nốt rồi ăn uống cà phê xong rồi anh về. Mà anh về anh về chở thì anh chạy xuống hả? Anh chạy lên xuống thì sát bên mà. Sát bên này ha. Dạ hồi sáng con anh cũng có điện kêu mẹ ơi về trên nhà bà nội có đám chảnh á, nên chảnh thì chảnh mà em đâu có về được, đâu có xe đâu về. Không xuống núi giờ. Anh xử gần hát rồi. Tôi lại nhậu lại ha. Tại vì anh không có nhậu được ai Vũ. Vũ là ảnh nhậu liền à. Mà ảnh chơi vậy đó. Nhìn cho này chỉ 4 tháng nhiều có học. Dạ 4 tháng 600. Mà chưa tính tiền điện, tiền nước. Chưa tính tiền điện nước ha. Dạ mà em xài cũng đâu có nhiều đâu, đâu có nấu nướng gì đâu nhiều. Có chỉ tối thì cái hồ đốt đèn đó thôi. Cái này có đi ca bọn vậy? Dạ có ngày là không đi chứ anh. Ca đâu? Dạ hồi tối này đi hát thuốc ở dưới quán quán gì dưới cầu cống mới á. Cổ quán rồi, khỏi quán ngày mới nữa, tại suốt chút chút nữa. Từ Tết giờ chị hát mấy bữa rồi chị Kha Liên? Thì hát liên tục luôn á. Ngày nào cũng đi hát. Ngày nào cũng đi chơi á, không có nghỉ. Mùng 1 cũng có hát luôn hả? Có hát luôn. Anh tên lớn không? Dạ thì em bình thường vậy đó chứ có gì đâu, tên lớn. Đồ có bánh mứt gì hả? Có mà cam đó hả? Đồ đẹp. Cam là cái đó là mua cúng á. Đồ đúng đẹp, đóng bóng gì hả? Dạ. Cái này không mấy bữa nào ta mướn chỗ nào người ta ra bán đồ cũ đi. Thôi, không có được, đồ kỷ niệm của ta cho, không có được, không có ai bán. Ai điện gì kìa? Bán cái son phấn đồ cũ á. Dạ. Đồ quần áo nào ta treo lên ta bán đồ cũ. Em đô nghe bảy ơi. Anh chạy lên chơi. Anh chạy lên chơi có bên YouTube ghé nghe em nè. Dạ không. Thì từ hồi mà bà tiếng nợ em á, bà cho bà đi tới giờ luôn rồi, em cũng xóa số bà luôn. Xóa cái bản kép trong Zalo luôn, dạ. Anh Bảy thấy rõ ràng không? Mượn tiền em đã được, có nói với anh Bảy nghe đó, bây giờ trở ngược lại, bà nói em thiếu nợ bà 300 ngàn. Ừ, cái kia thiếu em, kia không trả, giờ nó nói ngược lại là em thiếu bà 300 ngàn, ngộ nghĩnh ghê kìa. Có anh Bảy này biết luôn á, là cho chỉ mượn tiền là bây 414 Tết năm rồi đó. Trong Tết còn bây giờ. Dạ, ở trên mẹ ngồi nghe không sao. Rồi xong thì tự nhiên hôm qua nói với Mai á, con anh Hoàng Anh á, nói là em thiếu bà 300 ngàn, bà không chịu trả. Này bà. Có anh Bảy cái thấy biết luôn chứ bộ. Anh Bảy. Ờ, anh Bảy Tango á, anh nhảy đầm với em á. À, anh Bảy tăng gô nhảy đầm ha. Dạ. Gỗ anh Bảy lại đây nhảy đầm luôn. Má anh gỗ anh lại đây nhảy đầm nè Bảy ơi. Vậy hả? Thôi lên đây đi em tắm trong kỳ cọ cho. Lên đây đi em tắm kỳ cọ cho. Rồi thôi bye anh nha. Kỳ mà còn cọ nữa hả? Ừ, đúng rồi kỳ cọ phải, không được. Kỳ phải cọ ha. Rồi chứ không cọ rồi sao phê. Dạ luôn. Thôi nói cho em xin chào các chị trong nước và nước, các chị Mạnh Thường Quân đã có YouTube. Đây là một ngày vui vẻ tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống, ấm áp với gia đình, hưởng một mùa xuân ấm áp. Uống thuốc ngừa thai hay vậy? Dạ không, có đó thuốc này của anh Hoàng Anh hay thuốc đầu á. Bạn này để sẵn đây cho anh. Quần áo của ông treo đó ha. Dạ quần áo ảnh đó. Đồ chị hàng đóng rồi hả? Dạ em đây cởi bên đó. Dạ anh có mấy cái đó của người ta cho đó. Đó ship sẵn lặng để vô luôn rồi vậy? Dạ cái đó em ship sẵn, ví dụ em có đi hát thì em xọn ra cho nó mau, dễ. Còn mấy bao tới giờ chưa mở ra nữa ha chị Kha Liên? Dạ chưa,
Cái này đem đồ đóng lên đồ la, bán đồ la đi bớt. Rồi sáng mai nó điện gì cho chị? Kêu về ở trên nhà mẹ có đám trở đó. À. Dạ đám dỗ vậy đó mẹ, em đâu có xe đâu về. À, cũng như điện cho chị kêu về nhà ha. Dạ. Có chiếc đám dỗ nó về đám dỗ chứ. À, không phải đám dỗ mà cũng tổ cũng vậy đó, em cũng không biết chứ không phải là đám dỗ. Cũng phải về. Dạ. Mà em về cho được anh Hoàng Anh, anh điện ảnh thằng sáng rồi anh không cứ ảnh sững cho nó, còn không có đâu có bước em đâu. Từ nãy giờ điện được không? Dạ hả, không bắt máy. Chắc xỉn ngủ ở nhà chứ gì. Dạ. Lần hồi mình có ý định là mình về nhà thăm ổng không? Thì em cũng muốn đi lắm mà có cái thì sợ không có xe đi. Vậy hồi chiếc xe là đúng ô tô mà tích rồi chạy vào cổng. Xe ô tô mà tích luôn hả? Dạ, tại vì xe đạp của người ta cho đó. Ô tô mà tích là nhúng nhích thì chạy đúng không? Có khi thì có ảnh đó thì ảnh khỏe thì ảnh chở đi hát. Còn không khỏe thì không có chở thì chạy xe đạp. Lần hồi chở cho chị chồng thăm nhà ha. Dạ. Chị đi là bao lâu nghe? Bao lâu rồi chị Kali? Dạ em đi bữa 29 Tết tới giờ. 29 Tết tới hôm nay là mùng 6 rồi ha. Hôm nay mùng 6 rồi. Tuần lễ tuần. Ờ đúng rồi, tuần rồi đó. Dạ. Tuần lễ rồi. Thấy ra đây sao chị Kali? Ra đây có nấu cơm rồi ăn ha là. Dạ không anh, mỗi lần rảnh xuống đây thì em dẫn anh đi ăn cơm. Cơm tiệm không hả? Ăn cơm tiệm. Chứ em đây đâu có gì đâu nấu nướng, đâu có nồi gì đâu nấu. Mua nồi trời. Em kêu ảnh chở em đi mua cái tự nhiên đang chở nửa chừng cái lên cơm lên, không có mua gì hết trơn á. Chị có đi mua nồi nấu ăn đồ chứ ăn cơm tiệm ngoài nó không có đó. Ý là vậy bữa đó ảnh chở em mua bếp ga. Chở em đi mua bếp ga ở Thốt Nốt á, rồi chở xong rồi nó lên ghé chở em mua một cái nồi về là nấu cơm lần tối lần cho em nó ăn, rồi mua thêm cái nồi để coi cá hay coi thịt gì cho anh ăn. Cái tự nhiên lên tới cái mua này xong cái kêu nữa cái không được bỏ quá thôi đi về luôn, không mua gì trơn. Một dĩa cơm giờ thường thường cũng 35 ngàn, hai dĩa 70 ngàn rồi. Dạ thì nó, em cũng nói ảnh là tiện á, nửa ký thịt ha, kho làm gì ăn một ngày hai chồng. Tự nói với anh nha, bây giờ không nói gì 30 ngàn là em ăn dư sức lên một ngày luôn đó. Rồi hai cử là 140 rồi đó. Dạ còn gạo thì của mấy anh đó, bữa lên đi hát nhà ảnh cũng cho gạo, được ít gạo đó gạo ăn rồi. Với ảnh cho em được hai trứng hồi. Nấu cơm ở nhà ăn ở hơn. Mua cái nồi cơm điện nhỏ nhỏ nè. Mà ngon thì có mà kêu ảnh là tự nhiên lên cơm ảnh quay trở về đó. Ảnh có lên cơm chứ nó là cơm tiệm mắc thấy bà luôn á. Cơm tiệm ngoài tiền đâu ăn đâu phải mà người ta cho tiền ngoài đâu. Dạ thì đó. Thì ta cũng hết cho ấy chỗ khác không. Thì em biết rồi, em cũng hà tiện lắm chứ phải không đâu mà kêu nó tự nhiên lên cơm. Bếp ga chị có là mấy nồi chị có chưa? Dạ chưa. Cái nồi cơm điện có 100 mấy 200 ngàn. Thì em tính mua nồi cơm điện mà kêu ảnh mua cái tự nhiên lên cơn rồi cái anh cử ảnh chạy về luôn không mua luôn á. Chị nhờ mấy người quen đó ăn bảy tăng gô rồi đó chở người đi mua, ông mua chi đi mua nấu ăn. Dạ tại vì hồi sáng này tiếng nói với kêu với anh bảy mà có nói với chị lên là chị nói thôi chị mắc kẹt rồi thôi để ngày mai đi rồi chỉ lợi chở đi mua. Cái nó vô chỗ mà bách hóa xanh á, điện máy xanh á, để mấy xanh mua nó đỡ hơn. Thì bữa nay em qua đây thì em có nhận chị 1.5 triệu hôm qua em gửi nè. Chị đi ly cho chị 1 triệu ha. Dạ. Đó. Còn cái chị Liên Phan thì gửi 500 ngàn. Để nói, dạ em nói chứ em cảm ơn chị Ly nha, là cho em được Ly. Đến, chị Ly Ly. Chị cho em số tiền này á, thì để em để dành nữa em trả tiền nhà trọ. Em cảm ơn chị rất nhiều nha. Người năm cũ sang năm mới em chúc gia đình chị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát đạt, sau này giàu sang phú quý, để giúp đỡ những người nghèo giống như Kali. Em cảm ơn rất nhiều. Chị Liên Phan thì 500 ngàn. Dạ, em cảm ơn chị Liên Phan rất nhiều nha. Chị thương Kali mà chị đến đây chị cho tiền Kali gì không biết nói gì hơn. Thì Kali cầu chúc gia đình chị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, làm ăn phát tài phát đạt, hưởng một mùa xuân ấm áp với gia đình, vạn sự như ý thì chị cảm ơn rất nhiều. Thì tụi em thì lâu lâu qua thăm chị lần chơi hả? Dạ. Tụi em còn đi chỗ khác đó, cũng phải là ấy. Không, đồng tiền mà anh quân người ta cho thì chị cũng phải xài cho nó đúng. Nhín lên chút. Dạ. Nhín chứ đừng có ăn cơm tiệm, đi một đó có tiền đó đi mua cái nồi cơm tiệm chứ nồi chắc đi. Dạ. Tại vì em cũng mua vậy đó. Ngày hết 140 rồi đó. Dạ, em cũng hà tiện đó. Lắm đó, cho bộ. Rồi. Minh Tăng cảm ơn chị Lily ha, chị Liên Phan gửi cho Kalin 1.5 triệu, Lily 1 triệu, còn Liên Phan thì 500 ngàn. À, mọi người ơi cho hay biết nghe, hồi nào giờ Kalin về sống với Hoàng Anh là không có thiếu tiền ai hết trơn nha. Có chỉ là đi ra mua đồ ăn là không có thiếu thì có,
mua thiếu rồi cái Liên hát xong là cái Liên trả tiền lại liền chứ ngoài ra không có mượn tiền. Ai điện nghe đi, nghe đi chị. À, hồi nào giờ là vậy đó chứ em không có thiếu tiền ai hết trơn á. Tuy là có mua đồ thiếu như là đường, bột ngọt, đồ ăn ha, hoặc là uống mía của chị hai á, thì có cái thiếu là chỉ là dữ lắm là 20 ngàn trả lại. Rồi xong hát xong trả lại cho chị. Đó chứ ngoài ra là không có mượn tiền mượn bạc ai hết trơn. Hồi nào giờ cái Liên không có mượn tiền ai hết trơn nghe mọi người. Nhiều khi không biết rồi nói mượn tiền thiếu nợ rồi trốn đi. Hồi nào giờ không có thấy mượn tiền thiếu nợ ai hết trơn á. Còn tiền mà vụ mà lặt vặt cái này nọ với tiền còn đường bột ngọt chỗ ăn thì mua thiếu thì cái đó có mà trả rồi hết trơn rồi dứt hết rồi. Mình không mượn sao tao nói thiếu được. Dạ không anh. Có bà hàng này là bà nói chỉ con Mai con ảnh hưởng qua tự nhiên bà chụp miệng nói là hồi trước đó có anh Bảy nãy nó cho anh chị nghe đó. Là bữa mùng 4 Tết là hồi năm rồi tại quán Ngọc Hăng á, quán cà phê hát với nhau quán Ngọc Hăng á. Thì chị hỏi cho Liên ơi có tiền không cho chị mượn 500 ngàn. Em nói chàng ơi em không có đủ 500, bây giờ cho chị mượn 300 ngàn thôi chứ em không có tiền. Từ đó cho chị mượn bữa mùng 4 Tết năm rồi, rồi tới năm nay em không có đòi chị rồi em thấy chị không có được. Rồi em tắt máy, tắt nguồn là không có chấp đại với chị luôn tới giờ. Rồi hôm qua chiều sáng thì chị nói với con Mai. Rồi chị nói với con Mai là em thiếu bả 300 ngàn tới giờ không trả bả. Chị cho mượn mà để hỏi em cho mượn mà bây giờ bà nói ngược lại em luôn là có anh Bảy trong cô nãy em quay lên có thấy đó là anh Bảy nó để anh điện anh nói cho nó nghe em có nói với anh Bảy luôn nói Bảy ơi chị thiếu tiền em vậy đó mà chị không trả mà thôi bỏ luôn đi có 300 ngàn à đó nãy có nói cho anh Bảy nghe đó anh cũng bị nghe đó cho làm ơn bất quá đó mà đã phải em thiếu tiền thì nói em thiếu đi em đang nghĩ em lại chị cũng được còn đây em đâu có thiếu đâu còn mà thiếu tiền em mà nó ngược lại đó chị đó. Chứ hồi nào giờ chứ ta Liên ở đó chưa thiếu nợ ai nha, chỉ là thiếu tiền là tiền lặt vặt như tiền bột ngọt, đồ ăn với uống cà phê, uống cà phê, uống nước mía. Còn có thiếu tiền chị hai thì có mà trả đủ hết rồi, trả xong hết rồi. Không có thiếu nợ ai hết trơn á. Mà không có thiếu nhiều. Từ khoảng 20 ngàn, 50 ngàn là đường bột ngọt, đồ ăn thì thiếu 50 ngàn là từ đó trở lại thôi chứ không có trên. Mà trả rồi xong hết rồi, từ ra là thiếu nợ vụ đó thôi. Còn mà tiền thiếu là mượn tiền là không có. Hồi nào giờ không mượn tiền ai đó. Sống mà tự sống tự lập thôi. Còn bây giờ tiền ấy, giờ đường bột ngọt rồi ăn thiếu nợ người ta thì trả hết rồi, đâu còn thiếu nữa, trả nay cũng lâu hết rồi. Trả hồi trước mà mấy anh chị mà Thường Quân tới đây nữa. Mà chị mướn đây là xứng ở đây luôn không? Hay là có anh đi đâu nữa không? Dạ không, em ở đây luôn. Nghe đi chị. Nghe đi. Dạ không. Ai vậy? Ông này, ông nói chuyện vô duyên lắm. Em không có thích. Ông này ở đâu? Em có biết đâu, tự nhiên kết bạn với em này đó. Đâu mình nghe thử coi làm sao, mình mới nghe coi cái được. Thôi, không được đây. Ủa, kết bạn rồi mà không biết ở đâu sao? Không, mình phải nghe cho rõ ràng để người ta điện ngoài, người ta làm phiền mình, hiểu không? Không quấy. Không, mấy này đụng lát điện nói cho mấy anh nghe. Thôi, cứ nghe đi, cứ nói được. Không được, không được. Em nói là cái này là nó không được. Người này là người ta thương chị phải không? Không phải. Cái này gì? Đã yêu rồi. À, vậy đó hả? Ừ, em thì đó, em không có rượu, không có, em không có thích chơi đó, là vậy đó. Ách xì hả? Ừ, ách xì hả? Ách ít. Ách ít. Ông này kỳ quá, ách ít. Em đâu có chịu đâu, em đâu có thích vậy đâu. Bắt máy lên quay mấy thằng ngồi đây nè. Ừ. Vậy nữa? Ừ. Ừ, bắt lên đi rồi một lát rồi máy của anh đứng hết trơn luôn. Cảm thằng này ổng chứ mấy không? Ừ. Vậy là mấy anh đi mà giúp đỡ những người nghèo xong thì ghé với em luôn đó hả? Đúng rồi. Chị nghe người chị ghé luôn. Dạ. Chẳng mà qua Tết đó, thăm tình hình của chị coi cuộc sống chị sao? Có dạ. Ổn không? Dạ em cũng vẫn bình thường hả? Sao sao hồi đó giảng vậy thì sao vậy bây giờ cũng vậy đó. Dạ. Bây giờ thì nó khỏe hơn cái đâu còn gì đâu. Mà không khỏe hơn cái là em giờ có điện là nó sạc điện thoại nó để. À, để sạch sẽ, có chỗ ngủ. Dạ. Hoàng Anh Nguyễn Dương sáng rồi đi về đảng, tối thì là lại với chị. Dạ, mà anh cũng hay lên xuống đó lắm. Chú anh à. Dạ. Giờ khi điện ảnh á thì ảnh không có xuống, mà lát lần cơn anh xuống hả? À. Ảnh ừ. Là tại ảnh có cái bệnh rồi, nên thông cảm ảnh, chứ không có buồn, biết tính ảnh gì á. Có ngủ có đấm bóp gì chảnh không? Dạ có nè, mấy cây dầu này là nó phải bóp chảnh không? Bóp chảnh không? Dạ. Cái này là thuốc ngủ. Ừ.
Nè, thuốc ngủ này là anh để xa bóp cho ảnh nè. Bị gì xa bóp? Xa bóp gì? Bóp giờ cẳng ảnh là cho nó giãn ra giãn cốt quá anh. Có xa xa bóp thì sao ảnh còn mực không? Dạ. Xa bóp thì sao anh có còn mực không? Em không biết còn mực hay không, em cũng không biết nữa. Mà thấy nhội lát rồi mệt, nhội lát mệt chắc em thấy hết mực rồi. Hết mực đúng không? Mực bọng hết hết mực hả? Anh hết mực rồi, anh yếu xịu hả? Xa bóp thì sao anh cho ảnh có mực đồ lên mới được chứ. Chị thuốc à. Nó hôi hay chị địch thôi. Dạ. Nó hôi hay chị địch chị cúi vậy? Ai địch? ai xì bơm hả? Ai xì bơm? Ai xì bơm? Trời ơi, cái mùi này là mùi thơm mít nha. Thơm mít ha. Mùi thơm mít. Nãy giờ ta phát hiện là nào hay chắc em quá. Phải em không? Ngồi xuống đi, ngồi xuống. Ủa, hồ hén nè. Quá trời. Vậy là hồi chiều giờ là chưa giờ mấy chị đi về ăn cơm nước gì chưa? Rồi. Vậy hả? Áo này mới mua hả nhỉ? Thế nào anh? Không, đồ này cũng ta cho em, nó chứ phát không có mua. Cho hả? Dạ. Cho mấy áo mặc đẹp quá ha. Dạ. Đẹp. Ở đây ngủ cho mụn chị. Dạ không anh, không có dòng bồn, không có mũi. Áo. Nào. Ơi, cái gì đấy? Cái đó hả? Cái không cái giống cái gì đó giờ chùi không có ra. Dạ. Dạ. Thử nô hồi tối ngồi đây. Đâu có. Chùi hoài nó đâu có ra đâu. Nó cũng làm lắm nên cũng quấn đeo hết trơn. Dạ. Cái gì ở cái xuống đây cái tối dẫn đi chở đi hát. Đi hát xong rồi cái về cái. Tết là có đón giao thừa đâu. Dạ có anh. Có đón giao thừa. Tết có đi coi bóng pháo bông không chị Ca Liên? Dạ không. Tưởng ảnh chở chị có đi coi bắn pháo bông với tình cảm chứ. Không. Hồi Tết ảnh cũng xỉn ra lá rồi. Xỉn ra lá ha. Dạ. Sao lúc này ổng nhậu dữ rồi trời. Chắc. Ê, con không biết nữa, từ hồi không mà giờ dưới này, em về này rồi bắt đầu giờ chở bắt đầu ảnh nhậu đi lịa luôn á. Chắc chị đi ổng buồn đó. Đâu, ảnh cũng ở dưới này với em mà. Biết rồi nhưng mà không có còn như hồi lúc trước nữa, hiểu không? Ừ, cái đó em chị có khuyên ảnh không? Chị có khuyên anh Hoàng Anh là bớt nhậu không? Có, trời ơi, mỗi lần ảnh nhậu là gậu cũng chết vậy đó. Sợ ảnh bệnh thôi chứ, mình sợ tốn tiền đó chứ không có gì. Nè, thuốc thì chuẩn bị là tối là ảnh uống nè. Cái này thuốc nhức đầu, tối là cho ảnh uống. Em để sẵn đây nè. Cũng như uống cho ảnh ngủ ngon ha. Cho ảnh ngủ ngon á. Đây là thuốc đó là thuốc kiểu an thần đó cho ảnh á. Ừ. Nên mỗi lần vậy đây nè. Tại vì lúc trước vợ chồng chồng bên nhau giờ chị đi ban ngày ổng đâu có ai đâu. Buồn đấy nhỉ. Buồn thì cũng nhậu. Không anh ơi, mà nói ra ảnh không có nhậu đâu mà được ai ngủ. Ngủ là ảnh nhậu liền á. Còn mà không ai ngủ thì thôi. Nhưng mà có chị ở trên thì đỡ hơn, người ta không nhậu. Đúng không? Trời ơi, ở chợ cũng gặp nhiều người vô nhà ngủ nhậu, em cũng một bộ muốn chết nữa. Chứ không phải không đâu. Em sợ gì, ảnh nhậu thì nhậu không nói. Mà tại vì bệnh hoạn, em sợ rồi ảnh bị hay nhậu thì giật thôi. Chứ không vậy chứ. Nè, ảnh mỗi lần ảnh giật thì đau lòng lắm. Thấy tội lắm. Mỗi lần giật là ảnh khóc thấy bà luôn á. Lỡ nhiêu giờ ở đây rồi, ông ở nhà rồi, ông giật rồi ai lo? Đó có con ảnh chở nó, có con gái nhỏ gái đó. Nhỏ gái đâu ở đó đâu, nó không ai ở đó mà không có, nó bỏ nó đi làm ăn mà chứ đâu có ở đó thì nó về, còn con ảnh kia thằng Sang nữa đó, rồi nó đi bằng kho tối ngày rồi sao mà nó đi làm thì chịu vậy mà thì nói chứ ở chợ thì có thằng Sang thì nó khuyên ổng đừng cho ổng nhậu được rồi chứ nhắc chưa nó giật chứ chưa rồi chứ ý ổng vợ trời đánh ổng cũng kêu ổng đừng nhậu cũng nhậu mà chắc chưa dạ. Lỡ giật một cái là văng xuống xuống kinh á khó xử lắm. Như ảnh thì lúc tỉnh lúc mê mà cũng không